Nói về cái câu chuyện mà học tiếng Hàn á, thì thật sự là một cái việc rất là dài các bạn. Nó là một cái quá trình chinh phục, mà không những là tiếng Hàn không, mà dù là bất kỳ một cái ngôn ngữ nào cũng vậy trơn á. Tại vì bản thân cô trong quá trình cô tư vấn ấy, cũng như trong quá trình cô dạy á, thì cũng rất là nhiều bạn có suy nghĩ về việc học tiếng Hàn nhưng mà vẫn chưa có dám học hoặc là chưa có bắt đầu. Và thậm chí có những bạn bắt đầu rồi thì cũng bỏ luôn. Như vậy thì bây giờ cô sẽ nói về những tất cả những cái comment mà các bạn để lại cho cô liên quan đến vấn đề và kinh nghiệm học, hoặc là những cái băn khoăn như kiểu là ừ mình học rồi mình có đi làm được không hay gì đó, thì cô sẽ giải đáp trong ngày hôm nay luôn á. Thì đầu tiên là cô sẽ nói cho các bạn về cái lộ trình học tiếng Hàn. Cái lộ trình học tiếng Hàn thì như thế này nè các bạn, các bạn đều biết được là phải sơ cấp xong đến trung cấp rồi đến cao cấp đúng không? Thì bây giờ cái mục đích của các bạn là cái gì? Ví dụ như mục đích các bạn là chúng ta chỉ học để giao tiếp với người yêu thôi. Ví dụ để giao tiếp với người yêu thôi thì chúng ta có thể học đến phần trung cấp là được rồi. Còn những bạn mà chúng ta học với mục đích là xác định là sẽ đi làm thông dịch hoặc là biên dịch, hoặc là mình học để mình làm ở công ty vị trí gì đó, thì mình phải lấy từ cao cấp trở lên đúng không? Thì bây giờ cái lộ trình như sau các bạn. Đầu tiên là sơ cấp, chúng ta sẽ có sơ cấp 1 và sơ cấp 2. Đấy, thì cô không biết là những đơn vị khác sẽ dạy như thế nào, nhưng mà riêng về cô là cô sẽ luôn chia ra là sơ cấp 1 và sơ cấp 2. Tại vì sao? Vì trong sơ cấp 1 ấy cũng sẽ học, nhưng mà khi mà học xong sơ cấp 1 rồi, các bạn được cái gì là đầu tiên chúng ta sẽ được cái bảng chữ cái là chắc chắn rồi. Thứ hai là những cái cơ bản trong thường ngày mà nó đơn giản nhất, tức là những câu đơn, chưa có nói đến cái câu phức tạp nha. Những cái chủ đề gắn liền với cuộc sống hàng ngày, ví dụ như sinh hoạt hàng ngày, đi đứng ăn uống gì đó, những cái nghề nghiệp, rồi giới thiệu bản thân của mình, nói được về cái sở thích của mình. Tuy nhiên nó ở bậc sơ cấp 1 thì nó chỉ nói được những cái câu rất là ngắn thôi. Khi mà học xong sơ cấp 1 rồi, các bạn sẽ hoàn thành trong khoảng là 3 tháng. Thì thật ra cái thời gian này nó sẽ phụ thuộc vào việc là các bạn đầu tư nó trong một cái tuần là bao nhiêu buổi. Thì thường ở cô là cô sẽ cho là khoảng 3 tháng như vậy cho một cái sơ cấp 1. Thì ở cái sơ cấp 1 tập trung nhiều nhất cho cô là cái bảng chữ cái và cách phát âm. Thì nó sẽ là cái nền tảng rất là vững chắc cho chúng ta khi mà chúng ta chuyển lên một cái lớp cao hơn đúng không? Rồi bây giờ đến cái sơ cấp 2. Thì ở trong sơ cấp 2 á, các bạn nào mà có cuốn sách này á, thì các bạn có thể là mình mở ra ở cái phần mà các bài giảng của giáo trình á, thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ viết cho các bạn là nếu mà chúng ta học sơ cấp 2 thì chúng ta sẽ có được những kỹ năng gì sau khi hoàn thành. Ở đây nó có một cái bài rất là hay, đó là cuộc sống tại Hàn Quốc. Đấy, thì ở đây nó sẽ có những cái ngữ pháp đi kèm luôn, cho nên cái ý của cô là khi mà học sơ cấp 2 xong các bạn sẽ ở cái mức đó. Như vậy là chúng ta đã xong được sơ cấp 1 và sơ cấp 2. Thì cái lộ trình tiếp theo là mình phải lên trung cấp 3 và trung cấp 4. Ở trung cấp tại sao người ta lại chia làm hai các bạn? Tại vì thực ra nó cũng tương tự sơ cấp, thì nó sẽ ở cái khó dần lên. Thì đối với trung cấp thì chúng ta sẽ học bắt đầu cao cấp hơn, là nói những câu phức tạp hơn, ví dụ như là gắn 2-3 ngữ pháp thành câu ghép rồi kiểu như vậy á, thì nó sẽ thành một cái câu dài hơn và yêu cầu cái phần từ vựng của nó bắt đầu xuất hiện Hán Hàn nhiều hơn. Tức là ở sơ cấp 1 cũng có Hán Hàn nhưng mà nó cũng còn trộn lẫn với lại thuần Hàn, những cái chữ bình thường thôi. Nhưng mà khi mà lên phần trung cấp rồi thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển lên một cái hệ là nói Hán Hàn, nói cái từ cao cấp hơn nha. Ví dụ nè, ví dụ như cái từ trong sơ cấp đọc từ gửi là cái gì các bạn? Boneta đúng không? Boneta là gửi đúng không? Nhưng bây giờ khi lên trung cấp các bạn lại học một cái từ gửi khác, là nó không phải là Boneta nữa các bạn, mà nó sẽ là Sungbuhata đúng không? Ở Sungbuhata là cũng là cái từ đó cũng có nghĩa là gửi, nhưng mà nó lại là một cái từ dùng nó cao cấp hơn. Cho nên là mỗi cái từ vựng nó sẽ bắt đầu lên level cao hơn. Thành ra là bây giờ các bạn xác định được mục tiêu của mình, học xong phần trung cấp 3, 4 rồi ấy, thì bắt đầu các bạn lại lên phần cao cấp 5 và 6. Như vậy là chúng ta hoàn thành nguyên cái lộ trình của nó, là để cho những cái bạn mà có cái ý định là tới khi mà biên phiên dịch rành tiếng Hàn luôn. Thì có những bạn nói với cô là ừ cô em học khoảng 1 năm là em rành tiếng Hàn chưa. Thì thực sự ra các bạn biết cái câu hỏi này nó chưa có chuẩn lắm, ở chỗ là vậy nè. Cái việc mà các bạn học nó rành tiếng Hàn chưa, nó nói được tiếng Hàn chưa, nó giỏi tiếng Hàn chưa, nó phụ thuộc cũng vào một phần là 50% là của các bạn nữa. Cái cách học của bạn là chúng ta học qua những cái cuốn sách, nhưng mà khi đem về chúng ta không học, chỉ không đem về thôi rồi xong rồi không mở ra rồi cũng không có coi, hoặc là một tuần chỉ học sương sương thứ bảy chủ nhật, thì làm sao mà học một năm mà nói tiếng Hàn được.